Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình. Thì mình là Linh đây. Thì hôm nay thì lại theo một số anh em nữa, rất nhiều anh em luôn. Đây là những cái clip vài ngày trước mình có làm về review những cái ID cũng như là thông số của một số YouTuber nổi tiếng ấy. Thì được rất nhiều ủng hộ của sự anh em. Và cái là clip gần đây nhất thì mình cũng làm và anh em đã bảo mình làm thêm về một YouTuber khác, đó là Takat. Một YouTuber bây giờ hiện tại mình thấy YouTuber này hiện tại là khá là nổi tiếng, đang nổi tiếng rất là nhanh luôn anh em ạ. Và rất nhiều anh em có thể là gì nhỉ? Quan tâm đến YouTuber này. Anh này thì chắc là mình nghĩ là anh này mình đã coi anh ấy từ cái lúc mà hình như là 22k sắp thì phải. Có nghĩa là cách đây mấy tháng thôi. Và 3-4 năm tháng thì đấy. Là hồi đấy anh ấy mới, mình cũng không theo dõi từ đầu. Mình chỉ nhớ là cái tầm đấy là tầm 2 hay 30k sắp. Nhưng mà bây giờ thì đã lên hơn 100k. Và cái lượng view của anh ấy thì phải là cực khủng anh em ạ. Tất đây, đây là cái kênh của anh này. Và vào video thôi. Bây giờ thì hiện tại đang kênh đang là 108k sắp mà anh em nhìn lượng view như này. Toàn trên 100k rồi là 300-400k cũng có, 300k này. Lên được cả Táp Thịnh Hành luôn đấy chứ, đùa, 400k này anh em thấy không? Một cái lượng view phải nói là quá kinh khủng cho một YouTuber gọi như là làm sau những YouTuber khác nhưng mà được sự duyên dáng của mình nổi tiếng nó đến với anh một cách nhanh chóng. Và kênh của anh này làm chủ yếu là về solo squad anh ạ, một tay to của làng PUBG. Tay cực to khi mà solo toàn hai mấy ba mấy kill rồi, một mình cân cả bầu trời. Tất cả gần như gọi là 100 video thì 90 video là solo squad rồi anh em ạ. Anh em có thể thấy này, 29 30 kill mấy. Cái tầm 3x kill đối với anh này thì quá bình thường. Anh này thì chơi bằng gai Ghost Scope anh em ạ. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào trong game để có thể xem thông tin của anh ấy. Mình thì mình đã có ID rồi. Nên là mình sẽ review cái ID gần đây nhất nha. Gần đây nhất của anh ấy. 554 553 4220. Đây. À đây không phải rồi. Nhầm. 554 này. 534 này. 2200. Đây mới đúng anh em ơi. Đây mới đang ở Đài Mò 4 anh em ạ. Đây là cái link gần đây nhất nha. Tại vì là anh em có thể xem những cái video gần đây của anh em là toàn làm về cái link này thôi. Bây giờ thì mình xem những cái thông số. Đây là cái ID cũng như là nhân vật của anh ấy đang ở đây. Đồ thì chắc là anh ấy không mua nhiều rồi. Không có. Đây không phải link chính mà. Mình sẽ review luôn cả link chính. Một lát nữa mình sẽ review luôn cả cái link mà anh ấy dùng trước kia. Đây, bây giờ thì mình sẽ qua một số thông số. Vậy điểm thì mới có 725 thôi. Đây, cấp thì đang Diamond 1 đây. Còn về vấn đề KDA thì thôi, anh em đừng hỏi. Đừng hỏi tại sao nó khủng. Quá kinh khủng luôn đấy. Mình xem một số. Anh ấy không chơi ở server khác anh em ạ. À đâu. Có. Ui. Ui dồi ôi anh ơi, anh chơi như thế này thì sao mà đú được đây. 2 trận 28 cây cây ơi. 23 trận win 10 trận ở server. Cái gì đây. Karea tận 21.30 kill 4.000 dam anh em ạ. Còn ở ASEAN. Ui dồi ôi. Phải nói là một cái con số quá khủng khiếp. 81 trận win 21, top 10 là 35 và kill là 900. Nghĩa là trung bình anh ấy sẽ kill khoảng 11 kill một trận. Một con số khủng khiếp anh em ạ. Và KDA là 15.0 luôn, 15 chấm tròn. Headshot 24.8%. 223 mạng headshot, kill cao nhất là 3.035. Dam là 4.005. Anh em thấy không? Một con số phải nói là khủng khiếp. Và đây là thông số của anh ấy chơi gần đây nhất đây anh em này. Cái là mùng 8 tháng 9 chơi từ ngày hôm qua. Anh ấy không ẩn đi này. Cái bảng này không ẩn này. Top 1 22 kill.
19 kill, top 8 12 kill và có một vài trận gãy sớm, top 4 21 kill, top 16 14 kill. Và đó là một con số khá là ấn tượng đúng không anh em? Quá ấn tượng luôn. Và đột nhiên là chỉ có đi solo squad thôi anh em, không có một cái gì khác cả, chỉ solo squad mà thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ sang cái nick, một nick khác nữa của anh ấy. Giờ để mình lấy đi đã. Một cái nick khác nữa. Đó là một con số khủng khiếp cho anh em xem review những cái nick như thế này nó mới mãn nhãn chứ. À, đâu nhỉ? Đây, đi nick nick khác của anh ấy. 510 650 598. Đây, Xtacat Diamond 5 anh em ạ. Cũng không để hiện đồ, 2003 điểm. KD cũng thuộc dạng không kém phần long trọng đâu anh em. TPP Asian này, mình review qua đi xem nào. Cái server khác xem nào. Hình như chỉ chơi mỗi ASEAN thôi anh em ạ. Và đột nhiên là chỉ có đi solo squad thôi. Anh này không có cái, không có cái khái niệm đi chơi kiểu khác. 88 trận, win 7, top 25, 683. Click này chắc là anh ấy chơi hơi ít, nên là KDA nó cũng không được xịn xò những cái click kia. Kill cao nhất là 32, đam là 4233. Thế nào, ẩn trận không? Ẩn rồi anh em ạ. Đấy, đấy là sơ qua về cái thông số kinh khủng tởm của anh ta Cát, một YouTuber bây giờ đang phải nói là mình nghĩ là bây giờ đang trên đà nổi tiếng nhanh luôn là anh em ạ. Kênh anh ấy phát triển cực mạnh luôn. Chùm solo squad đây anh em. Ok, clip của mình thì cũng đến đây thôi. Rất cảm ơn anh em đã ủng hộ những cái clip trước của mình và có yêu cầu mình làm thêm clip này. Và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Anh em nào thích những cái clip dư thế nào thì có thể comment ý kiến ở phía bên dưới. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Có thể làm những clip tiếp theo. Đó mọi người, và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.